Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập phường Tô Hiệu, mùng 2 tháng 8 năm 1998, mùng 2 tháng 8 năm 2023, trang truyền hình cơ sở hôm nay, chúng tôi xin dành toàn thời lượng gửi tới quý vị và các bạn chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển phường Tô Hiệu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phường Tô Hiệu được thành lập theo Nghị định số 31 ngày 16 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, được tách ra từ phường Trường Lề. Dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn La, nay là thành phố Sơn La, sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị với nhân lực, địa điểm, trụ sở, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, ngày 2 tháng 8 năm 1998, phường Tô Hiệu chính thức đi vào hoạt động. Đây là bước ngoặt đánh dấu bước phát triển của thị xã Sơn La và mở ra trang sử mới cho phường mang tên Anh hùng Liệt sĩ Tô Hiệu. Thời điểm chia tách, phường Tô Hiệu có tổng diện tích tự nhiên 183 ha, có 9 tổ dân phố và 1 bản nông nghiệp, 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 1.505 hộ và hơn 5.000 nhân khẩu. Trên địa bàn phường Tô Hiệu có 3 tuyến đường chính, cũng là huyết mạch giao thông quan trọng đi các huyện, tỉnh bạn. Với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Sơn La, có nhiều cơ quan đơn vị của tỉnh và thành phố đứng chân trên địa bàn. Đặc biệt có các công trình lớn của tỉnh, thành phố như di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, nghĩa trang liệt sĩ Tô Hiệu, quảng trường Tây Bắc và tượng đài Bắc Hồ, công viên 26 tháng 10. Với niềm tự hào được mang tên đồng chí Tô Hiệu, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, vùng đất được gắn liền với đồi Khao Cà, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, nơi hình thành chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La và di tích cách mạng cây đa Bản Hẹo. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường Tô Hiệu đang từng ngày hòa mình cùng với sự đổi mới của thành phố Sơn La, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1 trong thời gian tới. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự giúp đỡ có hiệu quả của các phòng ban đoàn thể của thành phố Sơn La, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ phường đến tổ bản đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phường xây dựng và phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết tự lực tự cường, năng động và sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn và thách thức, phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng phường ngày càng vững mạnh. Và qua 25 năm phát triển và trưởng thành thì chúng tôi đánh giá là với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất trong ban thường vụ, ban chấp hành và từng cán bộ đảng viên của phường Tô Hiệu thì đã phát triển vượt bậc về các tiêu chí về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là cái nguồn thu ngân sách thì hàng năm đều vượt các chỉ tiêu đề ra. Và trong đó thì phường đã cùng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban của thành phố triển khai đạt và hiệu quả các dự án trên địa bàn. Nhìn lại chặng đường 25 năm về trước, khi mới thành lập phường, trụ sở làm việc của phường còn khó khăn, chật hẹp, cơ quan phường hoạt động trong điều kiện bàn ghế, phòng làm việc thiếu thốn, đội ngũ cán bộ phường và tổ bản vừa thiếu vừa không ổn định, nên trong công tác lãnh đạo điều hành còn nhiều bất cập. Về kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng còn chậm, chưa bền vững, việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn chưa có hướng đi rõ rệt. Đó là những thách thức đối với một phường khi mới thành lập. Đòi hỏi đảng bộ phường phải xác định được chủ trương lãnh đạo, có lộ trình phát triển theo từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm tình hình của phường, đảm bảo với sự phát triển chung của thành phố Sơn La. Ngay từ những ngày đầu thành lập phường, đảng bộ đã quán triệt nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố vào điều kiện cụ thể của đảng bộ trong từng giai đoạn. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đặc biệt là hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, đổi mới nội dung phương thức hoạt động các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ đã ban hành nhiều nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo
phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Chặng đường 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao có trọng tâm trọng điểm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sơn La, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Tô Hiệu luôn giữ vững và phát huy truyền thống phường anh hùng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, là tiền đề động lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị phường trong những năm tiếp theo. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, phường Tô Hiệu đã trở thành đô thị trung tâm của thành phố Sơn La. Hiện nay phường có diện tích tự nhiên 191,64 ha, quy mô dân số gần 2.500 hộ với gần 9.000 nhân khẩu. Với vị trí thuận lợi nằm trung tâm thành phố, phường Tô Hiệu có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phường phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, tập trung phát triển kinh tế theo hướng đô thị, tổng sản phẩm xã hội sản xuất ra trên địa bàn hàng năm tăng trên 18%, tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn 455 hộ, hộ khá và giàu ngày càng tăng, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ còn 3 hộ, chiếm 0,11%, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đấy là hiện tại thì chúng tôi thấy như thế, đời sống nâng lên về cả vật chất, cả tinh thần. Nhân dân rất phấn khởi, cái lòng tin đối với Đảng được củng cố, vững chắc. Thì chúng tôi mong rằng là tới đây, Sơn La đã phát triển rồi, thì càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. An ninh trật tự giữ vững rồi, thì càng giữ vững hơn nữa. Rồi đời sống đã được nâng lên rồi, thì càng nâng cao hơn nữa. Có thể thấy 25 năm, nhiều sự đổi thay cùng sự phát triển chung của thành phố. Bộ mặt đô thị của phường Tô Hiệu có nhiều thay đổi rõ rệt, hình thành các khu đô thị mới, nhiều công trình kiến trúc hiện đại được đầu tư xây dựng, trụ sở phường được tỉnh, thành phố quan tâm chuyển về vị trí mới ngay trên trục đường chính Tô Hiệu. Hàng trăm hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở kiên cố với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, nâng tổng số nhà kiên cố, bán kiên cố đạt trên 98%. Triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. 100% tuyến đường dân sinh tại các tổ bản trong phường đã được bê tông hóa, giải áp phan, có hệ thống điện chiếu sáng theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng. 7/7 tuyến đường chính trên địa bàn phường được thành phố công nhận tuyến đường văn minh đô thị. Đặc biệt, phường đã lựa chọn xây dựng tuyến đường Lê Thanh Nghị, tổ 9 trở thành tuyến đường kiểu mẫu của thành phố. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án trọng tâm của tỉnh và thành phố trên địa bàn. Dự án kè suối Nậm La, lô số 3, 4, dự án công viên 26 tháng 10, Hồ Xanh, dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, dự án nâng cấp trụ sở làm việc khối đoàn thể phường, dự án quảng trường Tây Bắc gắn với tượng đài Bắc Hồ, dự án nâng cấp xây dựng cầu Dây Văng, dự án chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Điện Biên. Gần 2 hectare đất của hàng trăm hộ gia đình thực hiện thu hồi với tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng trên 400 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt, mạng lưới y tế cơ sở luôn được củng cố từ phường đến các tổ bản, đảm bảo 100% tổ bản đều có nhân viên y tế. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, thành phố trong từng giai đoạn. Giữ vững các tiêu chí phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đã chuyển trao quà Tết của Chủ tịch nước, tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho 1.175 lượt đối tượng chính sách với tổng số tiền là 540 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động xã hội hóa xóa được 3 nhà tạm trị giá 100 triệu đồng. Quyên góp kinh phí vật chất ủng hộ phòng chống thiên tai, chăm sóc người có công với cách mạng, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng quỹ vì người nghèo được trên 600 triệu đồng và hơn 12 tấn lương thực, thực phẩm. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, duy trì kết quả phổ cập giáo dục các cấp, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, số lượng học sinh đỗ vào học tại các trường trung học chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, duy trì giữ vững 3/3 nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao được tăng cường, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, 10/10 tổ bản có nhà văn hóa, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 44 câu lạc bộ và 10 đội văn nghệ tổ bản, tham gia các hội thi, hội diễn do thành phố tổ chức đạt nhiều giải cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định,
lực lượng công an phường luôn nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, xử lý giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ xảy ra. Phường Vinh Dự là một trong hai phường trên địa bàn tỉnh và thành phố được lựa chọn để xây dựng phường tiêu biểu, điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Quá trình triển khai thực hiện nhận được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đã hoàn thành 57 trên 57 tiêu chí đề ra trong kế hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn quy định. Tổ chức hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 94,5%. Công tác huấn luyện tuyển quân đạt kết quả tốt. Hoàn thành chỉ tiêu 100% chỉ tiêu thành phố giao. Nhân dân các dân tộc phường Tô Hiệu đã vinh dự 4 lần được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc và 3 bằng khen về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. 25 năm Đảng bộ phường không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Khi mới thành lập, Đảng bộ phường có 15 chi bộ với 282 đảng viên. Đến nay Đảng bộ phường đã có 16 chi bộ với trên 1.010 đảng viên. Đảng bộ thường xuyên đổi mới phương pháp quán triệt và triển khai nghị quyết chỉ thị của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với nhiệm vụ chính trị của phường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chất lượng hoạt động, năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền đô thị được nâng cao, hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả. Đổi mới tác phong, phong cách làm việc, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu công việc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, chủ động tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội. Với những thành tích, kết quả đạt được, cán bộ nhân dân phường Tô Hiệu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2008. Trong 5 năm trở lại đây, Đảng bộ luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Có 4 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận bằng khen của tỉnh ủy, được Bộ Công an tặng 4 bằng khen, đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2021, Ủy ban nhân dân phường được nhận cờ thi đua dẫn đầu khối xã phường, được công nhận tập thể lao động xuất sắc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tỉnh, thành phố khen thưởng hàng năm. Chặng đường phía trước đang mở ra nhiều thời cơ thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Đứng trước thời cơ vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường càng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống và làm rạng danh quê hương mang tên người chiến sĩ cách mạng Tô Hiệu, quyết tâm đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng phường Tô Hiệu ngày càng phát triển hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, phường Tô Hiệu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về truyền thống, đoàn kết và những thành tựu, kết quả đạt được trong 25 năm qua. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức đoàn thể, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Những thành tích mà phường Tô Hiệu đạt được trong 25 năm qua là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và là sự kết tinh, sức mạnh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân trên địa bàn phường. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường Tô Hiệu sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng địa phương ngày càng phồn thịnh, phát triển và vững vàng đi lên trong thời kỳ mới, để xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân địa phương. Với sức trẻ và tiềm năng sẵn có, Đảng bộ và nhân dân phường Tô Hiệu nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là phường trung tâm kinh tế xã hội của thành phố Sơn La. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.